nè, thì em sẽ gọi là Wheat Golden Nugget ít hạt, tại vì nó vẫn có hạt nha cả nhà. Không hề nhẫn nha cả nhà, vỏ rất là ngọt nha. Okay, so hi, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Kyle Tropical Gardening. Thì hôm nay nhiệt độ bên Bắc Cali mình thì phải nói là khủng hoảng mọi người ơi. Nó trên 100 độ, 107, 108, nó quá là nóng. Thì hôm nay á, em sẽ do nhà vườn họ mới gửi cho em vài trái Wheat Golden Nugget nè cả nhà. Thì em sẽ ăn review với mọi người ha. Thì đối với em á, ba dòng Wheat mà ngon á là chỉ có Sumo, Golden Nugget và Kishu. Thì đối với mọi người thì mỗi cái khẩu vị thì nó sẽ khác nhau ha. Có người thích ăn chua, có người thích ăn ngọt. Nhưng mà đối với em thì em chỉ trồng ba loại duy nhất thôi, là Sumo, Golden Nugget và Kishu. Thì cái dòng Golden Nugget này thì nó quá là phổ biến rồi mọi người, theo kiểu là nó phổ biến hơn so với thằng Sumo nha. Cho nên là cái giá cây của nó thì cũng sẽ rẻ hơn so với thằng Sumo. Tại thằng Sumo đó giờ là nó được gọi là commercial brand Sumo, cho nên là cái cây nó sẽ mắc hơn. Thằng Golden Nugget này, nếu mà mọi người muốn tìm một cây mà giá gọi là giá trung bình, giá ổn mà ngon á, thì em nghĩ là mọi người nên trồng Golden Nugget. Tại vì Golden Nugget cái trái nó cũng dễ đậu nè ha, trái to nè, ít hạt, không hạt. Mà đặc biệt duy nhất á là cái vỏ của nó mình ăn được nha cả nhà. Cái vỏ của nó đó, nó rất là ngọt, nó không có bị nhẫn như là những cái vỏ Wheat khác á. Cho nên là mọi người có thể dùng làm bánh cũng được, hoặc là phơi làm trà uống, hoặc là làm mứt ăn cũng được nha. Tại cái vỏ của nó ăn được á. Thì đặc biệt á là cái cách mà mình phân biệt cái cây Golden Nugget á, khi mà nó có hoa là cái hoa nó như cái cánh hoa mai vậy mọi người. Cái hoa nó, cái cánh nó tròn. Thì có gì em sẽ post một cái video với lại hoặc là hình của cái hoa Golden Nugget cho mọi người biết xem, để mà mình phân biệt ha. Ok, thì em mời cả nhà nha. Rất là ngon và juicy ha. Nè, mọi người thấy muối không? Đặc biệt vào bây giờ khi mà trời Bắc Cali nó nóng như thế này nè, mà mình ăn những cái quả Golden Nugget, nó juicy, nó mát. Mình mang ăn mát cooler mọi người. Nó mát thật sự là ăn không còn gì bằng nha cả nhà. Rất là ngọt nè, và đáng đồng tiền để mà mình trồng nữa cả nhà. Thì là hồi em sẽ quay ở garden em hiện tại có 2 cây thôi, thì em sẽ quay em khoe với mọi người xem ha. Thì một cây thì nó đang có trái, còn cây còn lại thì nó không có trái. Tại vì do năm ngoái nó ra trái nhiều á, thì thường thường cái này em không biết, em không có rõ. Thì thường thường người ta hay bảo là Wheat á, một năm nó sẽ ra nhiều trái và sang năm sau nó sẽ cho ít trái hoặc là không có trái, để mà nó nuôi thân nuôi cây á. Thì cái cây mà có hoa thì cái cành, cái cây mà có bông, cái cây mà có trái á, thì cái cây mà có trái á thì là cái cành của nó không có xum xuê bằng cái cây không có trái ha. Cái cây không có trái thì cành của nó xum xuê hơn, nó xanh ươm mà. So ok, em ăn nha mọi người. Mời cả nhà ăn cùng em Wheat Golden Nugget, rất là juicy luôn. Rồi, em mời cả nhà cùng ăn với em Wheat Golden Nugget nha. Nhìn nó rất là juicy à ha. Đặc biệt vào những cái mùa nắng nóng như Bắc Cali mình trên 100 độ F á, thì khi mà mình ăn những cái quả Wheat mà mình bỏ trong cooler nó mát mát như thế này á, nó juicy như thế này á, thì không còn gì bằng cả nhà ơi. Mời cả nhà. Vỏ cũng rất là dễ lột ha. Muối tắt sợi nè. Ngọt lắm cả nhà ơi. Rất là ngọt luôn, ngọt mà kiểu ngọt gắt luôn á. Không có hạt. Cũng khá là giòn á mọi người. Cái muối nó tách sợi 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 như nè. Có nghĩa là nó juicy, nhưng mà nó không có bị nhão, và nó không có bị mềm. Tựa tựa như là Sumo ha. Cái vỏ nó nha cả nhà. Bây giờ em ăn thử vỏ nó coi coi thật sự là nó có bị có ngọt hoặc là nó có bị nhẫn gì không nha. Không hề nhẫn nha cả nhà. Vỏ rất là ngọt nha. Mình có thể dùng làm bánh cũng được. Thành ra mình trồng cây này cũng khá là lợi, mình có thể ăn trái, rồi vỏ mình có thể bào á, mình làm bánh. Hoặc là mình có thể làm mứt, mình có thể làm trà, mình phơi khô, nói chung là
Khi mà mọi người trồng citrus á, cam chanh quýt bưởi nó có rất là nhiều công dụng cả nhà. Quá là juicy ha. Nè, mọi người thấy không ạ? Muối nó tách rời cái ha. Rất là ngọt nha cả nhà. Em ăn em cảm thấy nó ngọt cắt luôn á. Không có hột nào mà dễ lột nữa. Thì nếu mà mọi người budget mọi người không có cao á, mọi người muốn tìm một cái cây mà theo kiểu là giá cả phải chăng mà ngon, thì em nên nghĩ là mọi người nên trồng cái loại Golden Naked này ha. Ngoài Sumo với lại Kishu. Tại vì hàng giá hàng Kishu mắc hơn hàng Golden Naked này nha cả nhà. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Em sẽ khoe mọi người video của hai cây Golden Naked ha. Hai cái nhà thì em có cắt trái khác á, thì cái trái này thì lại có hộp ha. Thì em sẽ gọi là Wheat Golden Naked ít hạt, tại vì nó vẫn có hạt nha cả nhà. Wow, cái trái này em nhìn cảm thấy nó còn juicy hơn cái trái hồi nãy em lột em ăn cho mọi người xem nữa. Đây, hiện tại em chưa có hàng cây Golden Naked. Nếu mà mọi người muốn kiếm mua á, thì em có size 5 gallon hoặc là 15 gallon, thì tầm cỡ cuối năm ha, cỡ tháng 10, 11 á, khi mà em có cây em sẽ làm một cái video em box em báo với mọi người nha. With Golden Naked rất là juicy ha. Golden Naked cả nhà ơi, thì em sẽ quay khoe cả nhà hai cái cây Golden Naked của em ha. Thì cái cây bên trái nè, nó xum xuê hơn, cái gốc nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Gốc hình chữ Y nè, nhưng mà nó lại không có trái cả nhà ơi, tại vì do năm ngoái á nó cho ra trái rất là nhiều. Còn cái cây bên đây á, thì cái cành của nó không có xum xuê nhưng mà có trái nha nè cả nhà, thấy không nè. Để em quay trái cho cả nhà xem nha. Golden Naked cái vỏ nó cũng sần sùi nè cả nhà, thấy không? Còn nhỏ mà cái vỏ nó cũng hơi sần sùi nè, nó có cái form hết á cả nhà. Đó, Golden Naked ha. Thì cây bên đây nhỏ hơn, trong trọng 15 gallon. Xem nè, Golden Naked có birthday certificate luôn nè. Một tay tháng 8 2018. Đó thì nếu mà cả nhà thích đó thì nên mua trồng Golden Naked nữa ha. Thì tầm cỡ tháng 10 hoặc là cuối năm nay em sẽ có hàng bán nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà thích đó thì cứ theo dõi đăng ký kênh của em để mà xem những cái video ha. Thì khi mà em có cây á, em sẽ post lên, em thông báo cho các cô chú anh chị và các bạn biết ạ. With Golden Naked rất là ngon và happy. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu mọi người thích video của em thì cho em xin một nút like, share, comment, đồng thời nhớ nhấn chuông theo dõi để xem được những video mới nhất của em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.